Đài của Chio hay còn gọi là Kenwood cực kỳ hiếm, bởi vì anh em có thể mua những thớt của Pioneer rất dễ, nhưng những thớt như này thì cực kỳ hiếm luôn. Và thớt này đẹp long lanh anh em nhé, góc cạnh này anh em có thể nhìn thấy mặt phay nhôm ở góc cạnh sáng bóng luôn. Tần số thì là 80 à 8 9 90 91, đấy là đặc trưng của những cái thớt FM 10 của nội địa Nhật, mang tính chất trưng bày và nghe radio nhẹ nhàng. Quanh sau góc cạnh đẹp keng, không sứt mẻ móp méo, bãi zin tuyệt đối, đằng sau nước sơn sáng bóng. Đang đặt bên dưới là một con âm ly cũng của Chio, anh em có âm ly Chio hoặc Kenwood đặt vào ok hết. Giá 1.500.000 đồng cho một cái thớt hiếm như này, hiếm anh em nhá. Anh em có thể mua Pioneer rất dễ, như của Chio hoặc các hãng khác thì thuộc dạng hiếm.